Ship bộ sưu tầm, xin chào cả nhà nha. Hôm nay thì em giới thiệu đến anh em bộ sưu tập để bàn ba cây của nhà Evan. Thì Evan và Ronson á là hai cái thương hiệu bật lửa được người Mỹ tin dùng rất là nhiều, nhiều hơn cả Sipo nha anh em. Evan thì cái dòng này, dòng cò này thì nó ra đời vào năm 1949 cho tới 1955. Ba cây này là cùng giai đoạn hết nha anh em, 49 tới 55 ba cây để bàn. Ốc đá, ốc săn, zin ha. Đủ mộc ha. Cho anh em sưu tầm nha. Cây này là nó rất là dài, nó nguyên khối luôn. Họa tiết nó thì chất liệu bằng đồng mạ bạc. Họa tiết rất là tinh xảo nha anh em. 1949, 1955. Bánh xe siêu bán. Cơ chế thì van cây nào cũng như cây nấy hết. Cơ chế nó kéo bánh xe nha. Lửa rất là bén. Hai con ốc chuẩn đi theo máy này luôn nha. Cây này thì em xin phép giao lưu là 650, 650 qua sử dụng rồi cây để bàn Ivan. Anh em thấy vậy chứ nó rất là nhẹ nha, nhẹ chứ không có giống như mình những cái cây để bàn kia. Kế tiếp là em xin giới thiệu đến anh em cũng một cây Ivan nữa. Cây Ivan đế sứ, đế này bằng sứ. Và cái đế này á được đặt Trung Quốc sản xuất nha. Anh em đừng có nghĩ là đồ Trung Quốc là đồ dởm, đồ Trung Quốc mà xuất qua châu Âu được. Để đặt cái con Ivan này lên được là cũng rất là đẳng cấp nha anh em. Đế gốm sứ của Trung Quốc sản xuất. Nhưng mà con bật lửa Ivan của Mỹ sản xuất thập niên từ 1949 cho tới 1955. Đế gốm sứ ha, mạ vàng. Cây này sử dụng rất là ít nha anh em, sử dụng rất là ít, cái tim đen cháy chưa hết nữa nè. Lửa rất là mạnh luôn. Evan đế gốm thích hợp anh em trưng bày nó rất là đẹp nha, rất là sang trọng nha anh em. Cây này thì em xin phép giao lưu là 700 nha, 700. Cây thứ ba, cây cuối cùng của ngày hôm nay. Cây cuối cùng của ngày hôm nay là một cây cũng Evan 49 tới 55. Đế bọc da nha, đế bọc da. Cây này là trong tình trạng là new, chưa qua sử dụng. Đế da này là của Mỹ làm nha anh em. Đế da của một công ty ở New York. Đây, cái đế da của nó đây. Thì nó khác hai con đầu nha. Con này là cái đế rời bằng cốt đồng mạ vàng, trong tình trạng là new chưa sử dụng nha anh em. New chưa sử dụng nè. Tim nó chưa có vết đen luôn. Tim chưa có dấu hiệu mà châm xăng, chưa có vết đen luôn. Tất cả các linh kiện chi tiết đều rất là sạch sẽ nha anh em. Chỉ có bánh xe nó ăn đá vậy thôi. Lửa rất là mạnh. Và những cái dòng Ivan này thì hai cái ốc của nó là nó sẽ có đóng chuyện chữ đầy đủ hết, số đăng ký bản quyền và thương hiệu hết. Cây new này á, cây Ivan new 1949 1955 này á, thì em xin phép giao lưu là 999 nha, 999 cho anh em sưu tầm. Rồi hôm nay em giới thiệu đến anh em ba cây đây. Thì anh em giao lưu cây nào vui lòng liên hệ em qua hồ sơ nha. Anh em ship code toàn quốc, bảo hành trọn đời, bao ship tất cả các sản phẩm bán ra cho anh em yên tâm sử dụng và sưu tầm. Anh em có thể cho em xin một like, một subscribe, một follow để em lên được nhiều shipper sưu tầm hơn phục vụ anh em. Em cảm ơn anh em rất nhiều.